trong ngày mai bạn cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung. Nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi nhiều cơ hội chứ đừng nói là được khen thưởng như mong muốn. Trong ngày mai không được may mắn cho lắm. Bạn không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho người khác. Kênh Tử Vi hôm nay xin chào các bạn ạ. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem tử vi mới nhất nha. Tử vi tuổi Tý ngày mai. Thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024 này, công việc tuổi Tý cũng đang tiến triển rất tốt, bởi tuổi Tý không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi. Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong thứ năm này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lý trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lý trí. Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Con số may mắn 44, 22, 11. Tử vi tuổi Mậu Tý. Tuổi Mậu Tý ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc thay đổi biến động đột ngột, cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội, quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Tý. Tuổi Canh Tý ngày 30 tháng 5 năm 2024, có tin tức. Tuy nhiên trong công việc nên cẩn trọng, không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro, bất trắc hoặc gặp chuyện không hay, hoặc phải làm trong sự áp lực, bất mãn. Tình cảm tốt, đề phòng sức khỏe không tốt. Trong thân nhân có người đau ốm, hoặc có tin xấu về công danh, tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý ngày 30 tháng 5 năm 2024, cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Đề phòng có sự sai hẹn, dời hẹn. Tử vi tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý ngày 30 tháng 5 năm 2024, nên thay đổi hoàn cảnh, phương hướng công ăn việc làm cũng như tình cảm. Nhưng cần phải lên kế hoạch để bàn thảo. Không nên quyết định sớm, hấp tấp. Sức khỏe không tốt hoặc có nhiều lo âu trong việc đối xử với mọi người. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi Bính Tý. Tuổi Bính Tý ngày 30 tháng 5 năm 2024, đã đến lúc có sự thay đổi hoặc việc chờ đợi có kết quả, đến hẹn, định kỳ tốt xấu lẫn lộn. Không nên có sự phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi. Có lộc hoặc có điềm tốt, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Nên cẩn trọng về sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Thứ năm 30 tháng 5 năm 2024 là một ngày mà thời vận của tuổi Sửu chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn. Tuổi Sửu nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời. Bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện. Thứ năm này tuổi Sửu nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc. Nếu có người mời hùng hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao bất lợi. Trong việc làm ăn, nếu gặp trắc trở hoặc chịu nhiều điều kiện khắt khe, hoặc phải hao tài chút ít thì bạn cũng nên nhẫn nhịn, sẽ có sự thuận lợi về sau. Bạn không nên nóng nảy nếu thấy công việc bị trì trệ, không tiến hành nhanh chóng như dự tính, nên có sự thay đổi kế hoạch phương hướng cho phù hợp với tình thế mới.
có nhiều chuyện phải toan tính hoặc nhận được tin tức rắc rối, nan giải hoặc tai nạn, bệnh tật của người thân hoặc bè bạn. Làm bất cứ công việc gì tuổi Sửu đều phải nghĩ đến hậu quả, không nên nóng nảy, hấp tấp trong mọi tình huống. Bạn nên xem gia đình là chính và nên vun xới tình cảm vợ chồng cho thật tốt đẹp. Ngoài ra, bạn cần phải đề phòng tiểu nhân, người xấu, dè dặt tai tiếng, thị phi. Trong mọi bất hòa, tốt nhất là bạn phải nhẫn nhịn, biết kiềm chế mọi nóng giận, vừa tránh xô xát, cãi cọ, vừa tránh mọi sự xúc phạm lẫn nhau trong lúc lời qua tiếng lại. Cho nên, trước khi chờ mọi người giúp mình và chờ đợi sự cảm thông, bạn nên tự cứu mình trước, tự cố gắng làm tốt bổn phận của mình, tha thứ lỗi lầm của người khác, sẽ cảm hóa được người bạn đời của mình. Con số may mắn 3, 15, 75. Tử vi tuổi Kỷ Sửu. Tuổi Kỷ Sửu ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Tránh tranh cãi, phân bua, sự việc gì cũng có cách giải quyết. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu ngày 30 tháng 5 năm 2024, có sự thay đổi về công việc, nhưng cũng có việc bị bỏ dở, hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Không nên dính líu đến chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Tử vi tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu ngày 30 tháng 5 năm 2024, đề phòng có sự phản phúc, hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Ất Sửu. Tuổi Ất Sửu ngày 30 tháng 5 năm 2024, thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ gặp rắc rối, hao tốn. Không nên dính líu vào những chuyện của người khác chỉ đem đến những thị phi, tranh cạnh, bực mình. Đề phòng có người nói xấu, dèm pha gây bất hòa. Gia đạo bất an, có nhiều âu lo, tin buồn. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc, chữa bệnh, tài lộc kém. Tử vi tuổi Đinh Sửu. Tuổi Đinh Sửu ngày 30 tháng 5 năm 2024, nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc dễ chuyện không như ý hoặc đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính dễ gặp rủi ro, tai nạn, tin buồn. Nói chung ngày có nhiều sự vất vả, đề phòng tiểu nhân, thị phi. Tử vi tuổi Dần ngày mai. Tử vi ngày thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024 cảnh báo với tuổi Dần rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Dần lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng. Thứ năm này là một ngày không tốt với tuổi Dần về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. May mắn là vận khí về mặt tình cảm của tuổi Dần khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé. Con số may mắn 10, 50, 52. Tử vi tuổi Canh Dần. Tuổi Canh Dần ngày 30 tháng 5 năm 2024, có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước. Tránh chuyện thị phi, thưa kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước. Tử vi tuổi Nhâm Dần. Tuổi Nhâm Dần ngày 30 tháng 5 năm 2024, nên cẩn trọng vấn đề đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc.
Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi, có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn, hoặc phải chi phí cho những việc định kỳ, giao thiệp. Nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tử vi tuổi Giáp Dần. Tuổi Giáp Dần ngày 30 tháng 5 năm 2024, phàm làm việc gì cũng phải có sự nỗ lực bền chí mới có kết quả. Không nên ngồi tại chỗ mà phải di chuyển đây đó để thăm dò, giao thiệp. Tốt cho việc đi xa để cầu tài, gặp vận may. Phái nữ gặp ngày này mọi việc đều không tốt, gặp nhiều khó khăn hơn phái nam. Cầu mong tin tức khó được, hoặc chỉ có tin không tốt. Tử vi tuổi Bính Dần. Tuổi Bính Dần ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Cẩn trọng khi muốn tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu, nên dự tính trước. Có chuyện thị phi, trách oán. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng, thiệt thòi. Tử vi tuổi Mậu Dần. Tuổi Mậu Dần ngày 30 tháng 5 năm 2024, không nên nặng về tình cảm mà hãy lo cho công việc trước, chớ hài lòng với những gì đã có trong hiện tại mà hãy nên cố gắng thêm sẽ có kết quả tốt hơn. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tài lộc tốt nhưng dễ hao. Tử vi tuổi Mão ngày mai. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tuổi Mão nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thì phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kỹ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn. May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè. Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Mão ngày mai nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không. Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất. Con số may mắn 23, 69, 48. Tử vi tuổi Tân Mão. Tuổi Tân Mão ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều tin tức không tốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi, dễ bị phạm sai lầm. Tài lộc còn chậm. Sức khỏe không tốt. Nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay. Nên ở yên. Hao tài về vui chơi giao thiệp, tiệc tùng, đình đám. Tử vi tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão ngày 30 tháng 5 năm 2024, mọi việc không nên hấp tấp, cần phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ có kết quả. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, di chuyển. Tử vi tuổi Ất Mão. Tuổi Ất Mão ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều tin xấu, dễ đem đến chuyện lo âu phiền lòng. Thêm một chuyện sẽ không tốt bằng tốt đi một chuyện. Không nên nhúng tay vào chuyện không cần thiết, làm ơn mắc oán hoặc gặp rủi ro, thương tích. Tử vi tuổi Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão ngày 30 tháng 5 năm 2024, tất cả mọi việc giao thiệp, hợp tác đều hoàn toàn không có lợi, nên ra đi hoặc tìm sự giải quyết cho chính mình. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc công việc đã có sự hẹn ước trước hoặc định kỳ. Nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại, gặp gỡ, chỉ đem lại nhiều hao tốn, hoặc rất dễ gây ra chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Tử vi tuổi Kỷ Mão. Tuổi Kỷ Mão ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Thìn ngày mai. Tử vi hàng ngày cho biết thứ năm 30 tháng 5 năm 2024, tuổi Thìn không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa,
vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối. Vận trình tài lộc của tuổi Thìn ngày mai cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Thìn cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. May mắn là tuổi Thìn đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau khoảng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết. Con số may mắn 43, 86, 34. Tử vi tuổi Canh Thìn. Tuổi Canh Thìn ngày 30 tháng 5 năm 2024 nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự chung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa. Nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự dời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử vi tuổi Nhâm Thìn. Tuổi Nhâm Thìn ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn, nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin xa hoặc có khách. Ngày có sự hao tốn về tài lộc. Không nên hấp tấp trong mọi việc khi gặp sự trắc trở, sai hẹn hoặc dời hẹn. Tử vi tuổi Giáp Thìn. Tuổi Giáp Thìn ngày 30 tháng 5 năm 2024, khi bắt tay vào làm việc cần phải có thái độ cương quyết và bền chí mới có kết quả. Nếu có nhận được tin không tốt, hoặc trái với dự tính của mình cũng không đáng lo ngại, sẽ có phương hướng giải quyết ở một ngày khác. Không nên hấp tấp trả lời. Tài lộc trung bình. Nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc, đồ đạc. Tử vi tuổi Bính Thìn. Tuổi Bính Thìn ngày 30 tháng 5 năm 2024, có tin tức chậm trễ hoặc dang dở về công việc cũng như tình cảm. Ngày có nhiều sự thay đổi hoặc các việc phải có sự kết thúc, có cuộc đi ngắn. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi Mậu Thìn. Tuổi Mậu Thìn ngày 30 tháng 5 năm 2024, dù có nhận được tin tức hay xấu nhưng cũng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới giải quyết những công việc kế tiếp. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì còn thiếu sót hoặc đã có sự hư hại, hoặc hoàn tất những gì đã có định ước, đến hẹn. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai. Chuyện tiền bạc ngày mai ngày 30 tháng 5 năm 2024 với vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Tỵ có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao. Hãy tiếp tục tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt như hiện tại tuổi Tỵ nhé. Con số may mắn 93, 69, 48. Tử vi tuổi Tân Tỵ. Tuổi Tân Tỵ ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm, tính toán không đúng thực tế. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác, để rồi sinh ra nhiều chuyện phiền lòng, kết quả lại không tốt. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùng hạp. Tử vi tuổi Quý Tỵ. Tuổi Quý Tỵ ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Công việc để có sự đứt đoạn, dở dang, chậm chạp, sai hẹn, dời hẹn. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng.
Mọi việc đều phải dè dặt, tuy không phải là xấu, nhưng thêm một chuyện không tốt bằng bớt đi một chuyện sẽ không có kết quả. Nên tu bổ, sửa chữa, hoặc xem xét lại các việc cũ. Có tin buồn. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác vì dễ gặp trở ngại, tin tức trái ngược. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn, hoặc không được như ý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Ngày mai, tuổi Ngọ đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi. Nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa. Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa. Chuyện làm ăn của tuổi Ngọ ngày mai cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Ngọ cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên. Con số may mắn 51, 3, 15. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 30 tháng 5 năm 2024, nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ. Tuổi Giáp Ngọ ngày 30 tháng 5 năm 2024, gia đạo bình yên. Tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp. Nếu có người đề nghị công việc thì nên chấp thuận dù có lợi lộc tiền bạc gì. Có chuyện vui về tình cảm nhân nghĩa. Ngày có gián đoạn công việc, hoặc chưa hoàn tất. Tử vi tuổi Bính Ngọ. Tuổi Bính Ngọ ngày 30 tháng 5 năm 2024, mọi sự rất dễ thay đổi. Những việc cần thiết thì nên làm cho xong vì sẽ có sự kiện hoặc tin tức mới, cần phải giải quyết. Không nên nóng nảy khi thấy có sự chậm trễ về hẹn ước, vì đây là chuyện ngoài ý muốn. Có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ ngày 30 tháng 5 năm 2024, có việc xảy ra như đã dự tính, hoặc công việc đã lâu nay có sự hoàn thành, kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Nếu việc chưa xong mà lại gặp chuyện mới, thì nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Tử vi tuổi Canh Ngọ. Tuổi Canh Ngọ ngày 30 tháng 5 năm 2024, cần phải có sự kiên nhẫn nếu gặp trở ngại, chậm chạp, bất trắc. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ. Ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm. Đã đến hạn kỳ cho công việc, tình cảm, tiền bạc cần phải giải quyết, tài lộc tốt, hoặc có lộc ăn, hội họp, đình đám. Đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Ngày mai thứ năm 30 tháng 5 năm 2024, tuổi Mùi được thần tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Ngày mai, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt. Thứ năm này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của tuổi Mùi về phương diện tình cảm. Bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống.
bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu còn độc thân, ngày mai là ngày mà tuổi Mùi nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình. Con số may mắn 39, 18, 90, tử vi tuổi Quý Mùi. Tuổi Quý Mùi ngày 30 tháng 5 năm 2024 nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng mọi việc. Tử vi tuổi Ất Mùi. Tuổi Ất Mùi ngày 30 tháng 5 năm 2024, có tin tức ở nơi xa thông báo về kết quả công việc mà mình đã gửi đi từ trước, hoặc trong nhà có người đi xa về tiệc tùng, đình đám. Sự mong cầu về tiền bạc tuy có gặp rắc rối, thiệt hại, nhưng cũng không đáng lo ngại, vẫn có phần lợi lộc của mình. Ngày không nên di chuyển, đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mùi. Tuổi Kỷ Mùi ngày 30 tháng 5 năm 2024, nên giới hạn mọi sự giao thiệp, việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Ngày có nhiều vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Tử vi tuổi Tân Mùi. Tuổi Tân Mùi ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Nên chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Chuyện tiền bạc cần phải khéo léo, dễ có sự hao tốn hoặc không thành công. Việc tồn đọng ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi Thân ngày mai. Tử vi ngày thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024 cho thấy mọi thứ tuổi Thân làm đều có kết quả như ý, trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ năm này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn, có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Thân nên nhanh chóng nhận lời, không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi. Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc, nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau. Con số may mắn 33, 1, 2. Tử vi tuổi Giáp Thân. Tuổi Giáp Thân ngày 30 tháng 5 năm 2024, sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm, hoặc vào nhanh ra nhanh. Có sự bảo bọc chi phí cho người khác. Công việc nên tiến hành bình thường, chưa phải là lúc thay đổi. Cẩn trọng có tiểu nhân hoặc có tin xấu ở xa. Tử vi tuổi Bính Thân. Tuổi Bính Thân ngày 30 tháng 5 năm 2024, nếu có thấy điều lợi gì thì nên dừng bước, không nên tiến thêm, sẽ có điều không tốt hoặc không có lợi lộc thỏa đáng. Làm gì cũng nên giới hạn, cũng không nên buông thả, lơ là, cần giữ lấy uy tín của mình, cũng không nên tự ái hoặc có anh hùng tính chỉ gây ra sự thiệt thòi. Tử vi tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân ngày 30 tháng 5 năm 2024, không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình,
có tin xa. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi Canh Thân. Tuổi Canh Thân ngày 30 tháng 5 năm 2024, có quý nhân giúp đỡ. Có tài lộc, nhưng dễ hao tán vì giao thiệp, chi phí các loại có định kỳ, đến hạn, hoặc phải chia phần. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan, hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân. Tuổi Nhâm Thân ngày 30 tháng 5 năm 2024, đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Ngày mai sẽ là một ngày bình yên của tuổi Dậu. Tuổi Dậu đang được cống hiến cho công việc mình yêu thích, lương thưởng ổn định và hoàn toàn hài lòng với điều này. Tình yêu của tuổi Dậu cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối ngày mai nhé, chắc hẳn người khác sẽ cực kỳ bất ngờ. Ngày mai tuổi Dậu nên ra ngoài để hít thở không khí, tập thể thao nhẹ nhàng để tinh thần được thoải mái hơn. Con số may mắn 23, 46, 32. Tử vi tuổi Ất Dậu. Tuổi Ất Dậu ngày 30 tháng 5 năm 2024, làm gì cũng nên có sự cẩn thận vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính của mình. Hoặc có người đem đến những tin hoặc chỉ bàn bạc những chuyện bất lợi. Tài lộc có chút ít nhưng cũng dễ hao. Có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Dậu. Tuổi Đinh Dậu ngày 30 tháng 5 năm 2024, không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân, nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống, nhưng hao tài cho tiền bạc đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu ngày 30 tháng 5 năm 2024, nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Tử vi tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi. Không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương. Nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên. Vì nếu có tiến hành thì cũng khó có kết quả như ý hoặc phải bỏ dở. Nếu có tiệc tùng, hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt. Dễ hao tài. Có sự hư hại. Tử vi tuổi Quý Dậu. Tuổi Quý Dậu ngày 30 tháng 5 năm 2024, nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống, không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Tử vi tuổi Tuất ngày mai. Nếu tuổi Tuất có ý định thực hiện một việc quan trọng trong ngày mai, thứ năm 30 tháng 5 năm 2024 khuyên bạn nên biết tự lượng sức mình. Vận trình của tuổi Tuất trong ngày này cho thấy nếu bạn một mình đơn độc thì rất là bất lợi, khó thành công. Bạn cần phải nương nhờ sức của người khác và cần có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ mới đạt được thắng lợi. Việc mưu tính của tuổi Tuất cần phải có sự hợp sức, chung lòng của nhiều người thì mới thuận lợi và thành công. Ngoài ra, nếu bạn là người giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều người, bạn bè đông đảo, thì việc làm ăn của bạn càng chắc chắn tốt đẹp. Thứ năm này,
vấn đề tiền bạc của tuổi Tuất cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn. Gia đạo có tiệc tùng, định đám vui vẻ hoặc có sự họp mặt, gặp gỡ bạn bè hoặc người thân. Nếu đã lập gia đình, bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái, không nên quá tự nhiên khiến họ hiểu lầm, dễ nảy sinh tình cảm không tốt, phiền toái lôi thôi. Trong tình cảm vợ chồng, cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau, bạn không nên vui chơi bè bạn mà sao lãng gia đình. Có sự đồng vợ đồng chồng thì việc gì khó khăn đến đâu cũng giải quyết một cách dễ dàng. Con số may mắn 48, 96, 93. Tử vi tuổi Bính Tuất. Tuổi Bính Tuất ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày có nhiều tin tức vui buồn lẫn lộn về sự thuyên chuyển công ăn việc làm, nơi ăn chốn ở, sức khỏe, bổn mạng của người thân hoặc bè bạn. Nếu là chuyện của mình thì nên tìm gặp quý nhân để cho biết ý kiến, không nên vội vã. Có chuyện buồn về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất ngày 30 tháng 5 năm 2024, tài lộc còn chậm, dễ hao hay chỉ là lời hứa. Không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh, nên suy nghĩ kỹ, một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất ngày 30 tháng 5 năm 2024, nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Ngày không tốt. Có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất. Tuổi Nhâm Tuất ngày 30 tháng 5 năm 2024, tài lộc còn chậm, dễ hao hay chỉ là lời hứa. Không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ, một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Giáp Tuất. Tuổi Giáp Tuất ngày 30 tháng 5 năm 2024, ra ngoài không nên bàn chuyện người và cũng không nên để người khác xen vào chuyện của mình. Có tin tức buồn ở nơi xa hoặc tin tức đến không được như ý, nên giới hạn mọi việc giao thiệp, đi lại, có trở ngại. Công việc có gặp sự khó khăn. Nhà có định đám, hết sức cẩn thận trong việc sửa sang, tu bổ nhà cửa, có rủi ro hoặc hư hại đồ đạc. Việc mong cầu về tình cảm giao thiệp không nên vội vã hoặc vội quyết định. Tài lộc chậm. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào thứ năm 30 tháng 5 năm 2024 này, tuổi Hợi nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kỹ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày mai. Đường tình duyên của tuổi Hợi ngày mai khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn, vận trình tài lộc của tuổi Hợi ngày mai có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư dả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng. Con số may mắn 69, 78, 36. Tử vi tuổi Đinh Hợi. Tuổi Đinh Hợi ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi,
nói xấu, có tin buồn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi. Tuổi Kỷ Hợi ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Có việc đi xa, gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ. Không nên tranh cãi, hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi. Tuổi Quý Hợi ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro, tai nạn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Tử vi tuổi Ất Hợi. Tuổi Ất Hợi ngày 30 tháng 5 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Có tin xa. Nên cẩn trọng vấn đề đi lại, di chuyển, có sự sai hẹn, dời hẹn hoặc gặp rủi ro. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng, xe cộ. Có tin buồn. Chính quan chờ vận giúp bạn thành công trong nhiều mảng, dù làm trong nhiều lĩnh vực nhưng bạn vẫn có thành tích, nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Ngày có nhiều công việc gấp, cần phải giải quyết trong ngày nhưng bạn vẫn làm xong một cách nhanh gọn. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất nha. Bye bye!